Xin chào mọi người. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung lại tiếp tục đóng hàng và gửi cây đi các tỉnh cho khách. Ngày nào cũng thế, một xe đầy cây chở ra các bến. Hoặc là mình cũng gửi ở đường 5, các bến như bến Gia Lâm, bến Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát, bến Mỹ Đình và bến Yên Nghĩa. Nhà vườn Đạt Nhung phục vụ khách tận nơi. Nếu khách không đến lấy được thì bên mình vẫn gửi hàng cho và bảo hành cây cối đến khi ra hoa kết quả. Các bạn có muốn lấy cây chất lượng chuẩn thì gọi điện trực tiếp cho bên nhà vườn mình nhé. Trên bao hàng bên mình đóng rất là cẩn thận và có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của người bên bán này, bên gửi là bên mình này. Và có số của khách và địa chỉ để cho nhà xe cẩn thận đưa đúng hàng cho khách. Cây cối mùa xuân rất là xanh và đẹp, khỏe mạnh. Những cây đang phát lộc và cũng có những cây là vừa mới mùa đông xong thì đang bật lộc thôi. Các bạn có muốn mua cây chuẩn giống thì liên hệ trực tiếp cho nhà vườn mình. Có địa chỉ khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Bên mình giao hàng toàn quốc nha các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ.